Trinh và Stefan xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Trinh Trần Cuộc Sống ở Đức. Hôm nay thì trời bắt đầu vào thu rồi cả nhà ơi. Và nhà Trinh bắt đầu đi nhặt hạt óc chó đấy cả nhà ơi. Đây là cây cây óc chó này cả nhà. Đó. Bắt đầu là cái cây óc chó này là mình có thể thu hoạch và mình có thể nhặt khi mà nó sẽ cái lá bắt đầu rụng hết cả nhà, và nó rụng cả cái quả xuống dưới đất như này thì bắt đầu mình có thể đi nhặt. Đó, đi đây là những cái vỏ của những cái hạt óc chó này cả nhà. Đây, ví dụ như đây là vỏ của hạt óc chó này cả nhà, và bây giờ mình phải tách ra. Đó, mình phải tách cái vỏ này ra để lấy những cái hạt óc chó bên trong ấy cả nhà. Và bây giờ thì Trinh và Stefan sẽ đi nhặt nhé cả nhà nhé. Cái này thì cái hạt óc chó này ấy, nó has to be gefunden. Cái hạt óc chó này ấy, for this thing thì has the grey but not the svart. Cái hạt óc chó này thì là khi mà mọi người mà đi ấy, thì nên là đi dày màu đen hoặc tối màu và đeo găng tay cả nhà. Bởi vì rằng là cái hạt óc chó nó có nhựa màu đen và xíu nữa nó rất là đen cả nhà. Đây là Trinh sẽ bắt đầu đi nhặt nhé cả nhà nhé. Đây, Trinh chuẩn bị một cái găng tay đây. Đây. Năm nay thì mọi năm, năm ngoái thì Trinh cũng đi hạt đi nhặt cả nhà. Đây này, có những cái hạt mà nó có sẵn như thế này, nó rớt ra rồi thì là mình rất là dễ để nhặt luôn. Còn có những cái hạt mà nó nằm ở trong cái vỏ đen này là cả nhà, mình phải lấy ra. Đó. Năm ngoái thì Trinh cũng đi nhặt rồi cả nhà. Đó, và kinh nghiệm là phải đeo găng tay dày, chứ năm ngoái đeo găng tay mỏng là nó cũng bị rách và bị thủng luôn cả nhà. Bởi vì là những cái mình phải tách vỏ ra mà. Đây. Đó, bây giờ thì một tay Trinh cầm camera và một tay đi lượm này cả nhà. Nếu mà mình lượm bằng hai tay thì nó sẽ nhanh hơn cả nhà. Đó. Và cái hạt này đấy mình phải tách ra, nhiều khi nó cứng ấy cả nhà. Đó. Đấy. Stefan cũng nhặt rồi cả nhà. Đây, tự nhiên cái hạt này này mình phải tách ra được cả nhà. Đó, nó rất là nhiều nhựa nhá cả nhà. Đó, đeo găng tay thì nó đen thui à. Đây. Về là mình rửa là nó sạch lắm cả nhà. Đó. Đấy. Dưới nhiều phết đấy cả nhà. Cái hạt óc chó năm nay ấy thì là nó nhỏ hơn mọi năm cả nhà ơi. Và cũng ít hơn mọi năm nữa, cũng tùy năm ấy. Đó. Và Trinh cứ đi vòng vòng này sẽ nhặt được rồi cả nhà. Đây. Đây này cả nhà. Đó. Đây này, trời bắt đầu vào thu rồi cả nhà, vào giữa mùa thu rồi, cho nên là trời nó sẽ rất là ít nắng và là thường là nó âm u cả nhà ơi. Đấy. Nhặt này rất là thích cả nhà. Mùa này là bắt đầu vào thu là sẽ là mùa đi hái nấm này, nhặt hạt rẻ này và đi nhặt hạt óc chó cả nhà. Khu nhà Trinh thì lại không có hạt rẻ ạ. Có hạt rẻ thì phải có vào trong rừng thông cơ. Mà khu nhà Trinh không có thì lại có cái cây óc chó này, là cây óc chó thiên nhiên cả nhà. Ở nhà bạn của chồng Trinh ấy. Đấy, đây này. Cho nên là mới vào đây lấy được. Xin được cả nhà. Đó. Dạ, cái này kìa. Stefan bảo năm nay hạt óc chó bé hơn mọi năm. Và Trinh nói là nó cũng ít hơn nữa. Đó. Mọi năm thì nó to hơn rồi. Đây, nhưng mà không sao. Hạt óc chó thiên nhiên này là tốt cho sức khỏe lắm cả nhỉ. Thời tiết vào thu là nó cứ heo heo, trời đang gió đấy cả nhỉ. Và nhiệt độ là khoảng 8 độ thôi cả nhỉ. Đó. Ban đêm thì nó sẽ xuống cả âm độ luôn á. Đây. Với tay ngồi này là đã nhặt được rồi. Đấy. Rất là đã luôn. Trinh Stan tranh thủ không nhặt không sợ nữa, trời đã tối cả nhà. Đấy. Trời rất là nhanh tối. Bây giờ là khoảng 4 giờ chiều đấy cả nhà. Là đi Trinh đi làm về ấy.
Là trời đã rất là nhanh tối luôn rồi. Okay. Xách xô quanh quanh này thì đạo này cũng sẽ đầy được xô đây. Đất này cả nhà. Đấy. Đây. Nhiều phết thế cả nhà. Nó ăn ẩn ở dưới đất đấy. Này này. Sơ sơ cũng được này. Hạt óc chó này mình có thể ăn tươi luôn cả nhà. Về là mình có cái đồ kẹp như là cái kẹp hay kẹp mà hạt rẻ ấy, hoặc là mình kẹp vào những cái quả vỏ ấy. Đó. Xong mình có thể nướng cũng được và mình có thể ăn sống như thế này cũng được cả nhà, cũng đều ngon và rất là bùi ngon và có rất tốt cho sức khỏe nhà. Có thể để xong tự khô đến sang năm ăn vẫn được cả nhà. Đó. Hạt óc to chó tươi này thì là ngon nhất đấy. Và giàu dinh dưỡng lắm. Đấy. Đi vòng vòng là thế nhặt được cái đấy. Rớt tay luôn rồi nhỉ. Nó hát tu một cái phun đấy. Xin hỏi là Stefan đã tìm được nhiều chưa? Đây này. Oh, he has the sufficient shot. Chỗ này, này. Đấy. Để mình dẫm ấy, mình dẫm ra là tự nhiên cái hạt nó cái vỏ nó nứt ra là mình lên này. Nếu mà quả như này này cả nhà. Đó. Mình tách ra là có hạt này. Ra trời này vừa mưa xong ấy, nó ẩm cả nhà. Mình về mình rửa sạch đi, mình để ráo là nó tự nó khô đấy cả nhà. Và lại sạch sẽ thôi. Nó lẫn rất nhiều trong lá khô cả nhỉ. Đây này, nó lẫn rất là nhiều luôn. Đấy, nhặt cái này là nhiều lắm. Sophie here. And you said, "Man and the business heart, London vice to what?" Đấy. Thì cũng mà đấy, rất là nhiều luôn rồi nha.
Đấy. Nhặt được một lúc ấy mà Trinh vừa quay vừa nói ấy, là cũng được lưng xô rồi kìa. Đấy. Nó lẫn vào trong những cái lá cây ấy nhỉ. Rất là nhiều luôn á. Đọc thì unter die Blattchen. Này cả nhà. Nó lẫn là xong những cái lá bên dưới ấy. Nhiều khi những cái vỏ ấy mình nhìn mình không biết ấy. Đấy. Đây này. Nhìn không biết này. Có những năm là hạt nó to cả nhà. Đây này. Đấy, nó phải to hơn như này ấy. Thế nhưng mà năm nay thì hạt lại nhỏ hơn này cả nhà. Đấy. Tùy từng năm á. Ai hà Sophie. Đây này cả nhà, đó. Lẫn rất là nhiều luôn đấy. Tự nhiên là trái này cũng vậy. Đấy bên trong cái vỏ ấy. Rất là nhiều luôn. Nó lẫn lắm mà mình không có tìm ra đấy. Đây này. Lẫn ở trong lá này. Đấy. Là hạt ở bên trong này cơ nè. Đó. Cứ nhìn thấy những cái hạt này. Những cái quả này mình bóp ra cái là. Và nhà thấy là cái nhựa của nó đen không? Đấy, dẫm lên mà thấy nó cứng cứng ấy. Đó. Đây. Đây là cả nhà. Đây là cả nhà. Đó. Cứ tưởng là hết rồi ấy. Cứ đi một vòng lại thấy có cả nhà. Đó. Nó cứ lẩn ở trong những cái quả như này ấy, mình không có nhìn thấy hết cả nhà. Đây này. Đấy, cứ thấy nó tròn tròn này chắc chắn là có luôn. Đây, quả này cũng vậy. Kiên nhẫn là có ở đây mà xô luôn đấy. Đấy, ở trong góc này nhiều phết này cả nhà. Đây này. Đấy. Quả hé hé. Dưới lá khô ấy. Đây. Ông mới nhìn thấy ấy. Đây. Đấy. Sơ sơ một cái góc này đã được bằng này rồi mà có một tay cầm camera rồi không cầm được hết. Gần đầy xô rồi cả nhà ơi. Chịu khó đây cả nhà, nhìn nó cận ẩn ở dưới này này, nhiều phết đấy cả nhà, đi một vòng nữa là còn đấy. Đấy. Trời cũng tối rồi cả nhà. Đây này, kiểu gì cũng có đây đây. Đấy, mở ra cái biết ngay là có mà. Đây này, đấy. Nhưng mà vòng kiểu gì cũng thấy có. Trời cũng tối rồi, chắc sinh nhạt đến đây thôi cả nhà. Đó, cũng được lưng lưng sâu rồi. Lưng sâu rồi cả nhà. Đây này. Lưng sâu luôn. Nó về rửa bằng nước lọc đây cả nhà, cho vào nước rửa đi, xong để ráo đi là bắt đầu ăn dần được cả nhà, cứ để ráo đi là ăn dần được à. Đó. Hạt ấp chó năm nay thì hơi nhỏ, hơi ít, nó còn một đọt nữa cả nhà, cái cây này ở trên cây á là còn một đọt nữa, nó chưa có rụng hết cả nhà. Stefan bảo là nó sẽ rụng một đọt nữa, nó còn những cái quả trên nữa sẽ rụng một đọt nữa, nhưng mà bạn của Stefan cũng hái nhiều rồi cả nhà, nên còn lại những cái một ít thôi đó. Trời bắt đầu vào thu là bây giờ đến 5 giờ chiều là tối thu rồi cả nhà. Trinh và Stefan sẽ đi về thôi để mình có thể trộn gỏi này, hoặc là mình có thể nướng để ăn cũng ngon lắm cả nhà, cho bữa sáng ấy. Nhưng mà một ngày thì mình cũng chỉ ăn khoảng 5 đến 7 hạt đấy cả nhà, chứ không nên ăn nhiều. Đấy, không nên ăn nhiều. Trinh cảm ơn mọi người đã xem video Trinh và Stefan đi lượm hạt óc chó
ở Đức vào mùa thu đến đây nhé. Cả nhà nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký để nhận được những cái thông báo sớm nhất khi Trinh ra video hay hơn, hấp dẫn hơn nha. Hẹn gặp lại mọi người vào mỗi thứ 3, 5, 7 hàng tuần và lúc 14 giờ giờ Đức và vào lúc 19 giờ giờ Việt Nam nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.